Hello anh em đã nhập học hết chưa nhỉ? Và như một câu chuyện bất hủ dành cho các bạn tân sinh viên, thì khi mà các bạn bước chân lên giảng đường đại học, các bạn sẽ được bố mẹ tặng cho một chiếc laptop dành riêng cho mình. Và cái việc mà lựa chọn một chiếc laptop như thế nào để phù hợp với từng nhu cầu học tập, giải trí, làm việc và phù hợp với kinh tế, nó lại là một câu chuyện rất là khó khăn. Và thấu hiểu cái sự khó khăn đó của các bạn, thì chúng mình đã làm một series tư vấn những chiếc laptop dành riêng cho các bạn sinh viên của từng khối ngành một. Và hôm nay sẽ khởi động với những bạn sinh viên của khối ngành kỹ thuật. Những bạn sinh viên kỹ thuật thì sẽ cần một chiếc laptop như thế nào và những tiêu chí nào các bạn cần phải quan tâm khi chọn một chiếc laptop của mình, thì hãy cùng với mình tìm hiểu ngay trong video này nhé. Và mình Thiện Dũng, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của ThinkPro. Và nhắc đến chương trình khuyến mại thì ngay tại ThinkPro trong tháng 8 này có chương trình tháng 8 sale gì thì giá cũng sốc với vô cùng nhiều các deal ưu đãi giảm giá. Anh em quan tâm có thể click ngay vào đường link mình để dưới phần mô tả video để biết thêm chi tiết nhé. Đầu tiên thì trước khi vào những lưu ý anh em cần phải quan tâm khi lựa chọn chiếc laptop, thì chúng ta vẫn phải hiểu là anh em sinh viên ngành kỹ thuật là học cái gì đã. Thì với những anh em sinh viên ngành kỹ thuật, chúng ta sẽ học những ngành như là cơ khí, xây dựng, IT hay là thiết kế. Với những ngành này thì sẽ sử dụng những phần mềm khá là chuyên biệt như là AutoCAD này, Photoshop này, Illustrator hay là Java. Các phần mềm mình vừa liệt kê ra ấy thì sẽ có một đặc điểm chung là tương đối nặng và tốn RAM, nên là ưu tiên tốt nhất hiện nay nên là 16GB RAM trở lên. Có những bạn sẽ thắc mắc với mình là tại sao lại là 16GB RAM mà không phải là 8GB? Thì mình xin trả lời là tại thời điểm hiện tại 8GB RAM có thể đáp ứng các nhu cầu của các bạn ở mức trung bình khá. Nhưng mà nếu như các bạn muốn sử dụng một chiếc laptop lâu dài, thì cái việc lựa chọn một chiếc laptop có sẵn 16GB hay là có 8GB và có thể nâng cấp xem ra là một sự lựa chọn thông minh hơn so với việc lựa chọn một chiếc laptop 8GB và bị hàn chết. Đó là về phần RAM. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến một linh kiện có thể nói là quan trọng bậc nhất trong một chiếc laptop, đó chính là về CPU. Tại vì mình thấy rằng những anh em sinh viên học ngành kỹ thuật ấy, ngoài việc anh em là một học sinh ngoan ra, thì đa số anh em đều là game thủ. Nên là việc lựa chọn một con CPU có thể nói là đủ mạnh xem ra lại là một cái gì đó rất là hợp lý. Còn nếu như anh em muốn hỏi là một con CPU đủ mạnh là như thế nào ấy, thì anh em có thể ngó qua những con CPU đến từ nhà Intel hay là AMD có hậu tố H ở cuối cùng. Còn nếu như anh em hỏi mình là H đây có nghĩa là gì ấy, thì H đây có nghĩa là High Performance, dịch ra là hiệu năng cao đấy. Với những anh em sinh viên mà học về thiết kế đồ họa và cần một độ chính xác màu cao trên chiếc màn hình, thì ngoài việc anh em quan tâm đến tần số quét màn hình này, độ phân giải hay là tấm nền, thì anh em cần phải quan tâm một yếu tố nữa, đó chính là độ sai màu delta E. Theo như mình thì delta E dưới 2 sẽ là một con số phù hợp để cho những anh em làm các tác vụ cơ bản được rồi. Còn nếu như anh em cần độ chính xác màu cao hơn, thì anh em có thể tìm những chiếc màn hình có độ sai màu delta E dưới 1. Còn nhánh thứ hai sẽ là những anh em sinh viên kỹ thuật học về những ngành như là xây dựng hay là IT. Anh em không cần độ chính xác màu quá cao, thì việc lựa chọn một màn hình có độ phân giải Full HD, tấm nền IPS và có độ bao phủ màu là 65% RGB có lẽ là đã đủ rồi. Tiếp đến đó chính là về phần card đồ họa. Nếu như anh em không sử dụng những tác vụ đặc thù như là chạy máy ảo hay render video, thì cái việc sử dụng card đồ họa onboard đã là quá đủ rồi. Nhưng mà tin mình đi, những anh em sinh viên học kỹ thuật ấy, đa phần là dân game thủ. Mà game thủ thì phải sử dụng card đồ họa rời rồi. Nếu như anh em hỏi mình là chiếc card đồ họa nào sẽ tốt ấy, thì theo như mình, nếu như anh em chỉ chơi game ở mức độ cơ bản nhẹ nhàng, không yêu cầu high setting hay là không yêu cầu chất lượng hình ảnh quá cao, thì anh em có thể nhìn qua những chiếc card đồ họa như là GTX 1650, GTX 1660 hay là RTX 3050. Đặc điểm chung của cả ba chiếc card đồ họa này là đều khá rẻ và khá là dễ tiếp cận đến người dùng. Còn nếu như anh em nói rằng là tiền bạc không thành vấn đề, thì anh em có thể ngó qua những chiếc card đồ họa RTX cao hơn như là RTX 3060 hay là 3070. Đi kèm với những thứ trang bị như trên, đó chính là bộ lưu trữ trong. Chắc là có lẽ anh em đã không quá xa lạ gì với những thuật ngữ như là HDD hay là SSD nữa rồi. Năm 2022 thì các chiếc laptop gần như đã bão hòa việc sử dụng SSD rồi. Việc này sẽ giúp cho máy tính khởi động nhanh hơn này và có tốc độ đọc ghi nhanh hơn. Vậy thì dung lượng bao nhiêu sẽ là đủ? Thì theo như mình, những anh em sinh viên ngành kỹ thuật sẽ cài rất là nhiều các phần mềm khác nhau, và việc cài nhiều phần mềm như vậy sẽ tốn khá bộ nhớ trong. Nên là ưu tiên bây giờ anh em có thể lựa chọn những bộ nhớ lớn hơn 512GB, hoặc là anh em có thể lựa chọn những chiếc laptop mà có thể nâng cấp được SSD hay là HDD thì sẽ tiện cho việc sử dụng về sau hơn. Và yếu tố cuối cùng anh em cần quan tâm, đó chính là phần thiết kế. Tại sao mình để thiết kế xuống cuối cùng? Tại vì những anh em sinh viên ngành kỹ thuật thì sẽ thường không để ý quá nhiều thiết kế một chiếc laptop giống như những anh em sinh viên ngành kinh tế. Và thông thường thì những chiếc laptop dành cho những anh em sinh viên ngành kỹ thuật thì sẽ tưởng khá to và nặng. Nhưng mà đấy là câu chuyện của vài năm trước thôi. Và bây giờ thì những anh em sinh viên ngành kỹ thuật có thể lựa chọn chiếc laptop có thể nói là vừa mạnh này và vừa đẹp, không kém gì so với những chiếc laptop dành cho những anh em sinh viên ngành kinh tế luôn. Thậm chí là đã có những mẫu Ultrabook nhưng mà lại mang trong mình một con tim, một cấu hình của những chiếc laptop gaming như là chiếc Acer Aspire 7 chẳng hạn. Nhìn thì không khác gì một chiếc laptop văn phòng, nhưng mà lại được trang bị từ CPU này, card đồ họa, không khác gì một laptop gaming luôn. Và vậy thôi, trên đây là toàn bộ những lưu ý khi mà anh em lựa chọn một chiếc laptop dành cho những anh em sinh viên ngành kỹ thuật. Anh em có ý kiến gì hay là có bất kỳ câu hỏi gì dành cho chúng mình thì hãy cứ comment phía dưới để cho chúng mình biết nhé. Và cũng đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe ThinkPro để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.